Kính thưa quý vị, chúng ta cùng đồng nghiệp chào đón MC Thủy Nguyễn và Trương Sơn. Cho cái việc phát triển kinh doanh của những người muốn thành công ở Nu Skin, mà nó thực sự
là một cái buổi học vô cùng giá trị về cái hành trình mình hoàn thiện bản thân, mình hướng tới trở thành một cái con người mà mình muốn trở thành. Và thì muốn hỏi thăm tất cả những chị em mà chúng ta đã có một quyết định mạnh mẽ và chúng ta đã có may mắn được tham dự cái buổi đào tạo hồ cộng một vừa rồi, thì muốn hỏi tất cả anh chị là nếu như các anh chị cảm thấy cái buổi học vừa rồi nó thực sự nó giá trị và có ý nghĩa đối với anh chị, các anh chị hãy giúp Thủy dành một tràng vỗ tay thật lớn không ạ? Của trước đó. Nhưng nếu như các anh chị muốn đến tháng 11 một lần nữa các anh chị lại cảm thấy tiếc nuối, thì đây là thời điểm từ giờ cho đến 2 giờ chiều ngày hôm nay. Thủy Nghi cũng không cần đến 2 giờ chiều đâu ạ. Trong buổi sáng ngày hôm nay đó là cơ hội để các anh chị thực sự có thể cho mình quyết định trở thành lãnh đạo 1+1. Thực ra các anh chị, cái mục tiêu của 1+1 không phải là cái buổi huấn luyện của buổi sáng ngày hôm nay các anh chị. Thực sự là các anh chị sẽ cam kết để giúp cho một người nào đó, chứ không phải là chỉ là một buổi huấn luyện không. Cho nên là có thể là các anh chị hiện nay đang tiếc nuối rằng là một tiếng vừa qua không biết là những các anh chị đã là người mua 1+1 như vậy đó, thì họ đã học được những gì. Nhưng điều đó không quan trọng các anh chị. Các anh chị hãy ra cho mình một quyết định, đó mới là điều quan trọng. Là mình sẽ quay trở về SOV vào tháng 11. Mình sẽ không tiết lộ SOV tháng 11 cho các anh chị đâu nha. Các anh chị sẽ được gặp những người diễn giả tốt nhất các anh chị. Và ở đó các anh chị sẽ cam kết quay lại cùng với lại một người nào đó. Đó là cho những quyết định của các anh chị ngay từ bây giờ. Giống như Thủy nói, cho đến 2 giờ chiều các anh chị. Nhưng mà mình nghĩ rằng là tới 12 giờ là các anh chị đã quyết định xong hết rồi. Thì mình cũng xin giới thiệu hồi nãy vô mình tăng động quá các anh chị, nhảy quá chừng luôn các anh chị. Cho nên mình quên giới thiệu cái người bạn giữ mình các anh chị. Đây là một người, các anh chị có thấy bạn này xinh đẹp không ạ? Xin nhất sân khấu ngày hôm nay ạ. Hôm nay là chúng tôi là hai người MC đẹp trai và xinh gái, xin nhất cái sân khấu này ạ, đúng không ạ? Thì mình có một cái ấn tượng rất là mạnh mẽ về Thủy. Thủy có một cái vóc dáng cũng tương đối giống bà xã mình, cũng nhỏ nhắn với anh chị. Cũng là sao ạ? Xem sai. Là xem sai nha các anh chị. Thủy nói chứ mình cũng chưa thử các anh chị ha. Cứ cho là xem sai các anh chị. Nhưng mà thật sự các anh chị biết không ạ? Thường thì ông trời hay nói sao ạ? Ông trời thường bớt cái chỗ nào sẽ bù lại những cái chỗ khác các anh chị. Người rất là nhỏ nhắn nhưng mà nội lực rất là kinh khủng các anh chị. Khi mà mình tiếp xúc với Thủy, mình có cái duyên anh em mình đi vào cái buổi sự kiện ở Cần Thơ, đúng không ạ? Đó là lần đầu tiên cách đây hình như là 3 năm. Và trên xe thật sự là mình học được Thủy rất là nhiều. Và thật sự mình ngưỡng mộ vì Thủy là sản phẩm của hệ thống số 7 các anh chị. Các anh chị đã từng nghe về hệ thống số 7 suốt một cái buổi vinh danh ngày hôm qua, đúng không ạ? Ai lên cũng nói là tại vì hệ thống số 7. Các anh chị có thắc mắc là hệ thống số 7 là gì không ạ? Yeah. Các anh chị có thắc mắc không ạ? Yeah. Và khi mình nói chuyện với Thủy thì mình mới thấy cảm thấy thật là tiếc khi mà mình không thể vào trong hệ thống số 7 sớm hơn. Và khi mà mình bước vào thì thật sự đúng là như cái mong muốn của mình, là một sự khác biệt hoàn toàn với tất cả những gì mình làm trước đây. Tại vì mình biết, mình cho các chị biết là mình đã tham gia Nuskin trước khi mình biết đến hệ thống số 7 các anh chị. Và đó là một trong những điều thiệt thòi nhất trong cái cuộc hành trình của mình đối với Nuskin. Nhưng mà bây giờ anh em ta về cùng một nhà rồi. Anh Sơn giới thiệu với Thủy cho thêm tuổi tác hay gì đó đi anh, cho mọi người gọi xưng hô hay gì đó. Thủy năm nay thì mới có ngoài 20 thôi các anh chị. Còn bao nhiêu thì các anh chị tự cho các anh chị. Các anh chị cho Thủy bao nhiêu tuổi ạ? 18. Thủy có một cô con gái 14 tuổi. Thì Thủy mình khi tiếp xúc với Thủy thì như các anh chị biết rằng là mình thật sự là cảm mến và cảm phục cái
những cái sức mạnh mẽ ở trong con người với lại tư duy của Thủy. Thủy thì xuất thân từ ở ngoài miền Bắc các anh chị, và sau khi tốt nghiệp đại học thì Thủy đã vào trong Nam lập nghiệp và đã sở hữu hai cái ngôi trường dành cho trẻ em, trẻ nhỏ đó các anh chị, mầm non. Thì chắc là Thủy rất là yêu những bé nhỏ, cho nên là mong muốn làm sao mang lại cái môi trường tốt nhất. Và khi mà Thủy tham gia Vinuskin cũng chỉ là một mình thôi các anh chị. Thực sự là đây là một trong những cái quyết định mạnh mẽ của một người đã kinh doanh thành công ở ngoài. Và khi mà Thủy biết tới hệ thống số 7 thì Thủy là người thực sự cam kết và tuân thủ hệ thống số 7. Và các anh chị cũng biết các anh chị là cũng trong vòng 3 tháng và Thủy cũng đã đạt được cột mốc Ruby các anh chị. Đây là một trong những cái cột mốc rất là quan trọng mà các anh chị ngày hôm qua đã nghe giới thiệu rồi. Và thực sự là mình chỉ nói một câu là wow, một con người nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ các anh chị. Dạ, cảm ơn anh Sơn rất là nhiều. Thực ra là Thủy nghĩ rằng là không ai chọn được cửa sinh ra, đúng không ạ? Thủy cảm thấy thực sự là mình may mắn và cảm thấy vô cùng biết ơn cái người đồng sáng lập ra hệ thống số 7 là Kenton Worthington. Thủy chỉ là người may mắn là được học hệ thống số 7 ngay từ đầu khi Thủy mới biết đến Moonskin. Cho nên thực sự mình như là một tờ giấy trắng, mình như là người học trò chưa biết một cái gì và vào đây may mắn mình có hệ thống dẫn dắt. Và đứng bên cạnh đây thì Thủy muốn giới thiệu với anh chị một minh chứng của cái người mà giống như anh Sơn đã chia sẻ, đúng không ạ? Anh Sơn là một cái người mà có tầm nhìn của người kinh doanh, bởi vì anh Sơn cùng với ba của anh Sơn là sở hữu một cái doanh nghiệp, và đó là những cái doanh nghiệp rất là lớn. Khả năng và cái sự phát triển của anh Sơn trong kinh doanh cũ là đã có thể vươn ra toàn cầu được rồi. Thế nhưng mà tại sao khi biết đến Moonskin thì anh và gia đình anh là những người hiện nay đang sở hữu là số lượng thành viên gia đình tham gia với Moonskin đông nhất của thị trường Việt Nam? Các anh chị dành một tràng vỗ tay thật lớn dành cho anh Sơn, đúng không ạ? Và cái điều gì đã tạo ra cái kết quả của anh Sơn từ người giống như anh Sơn đã chia sẻ là anh Sơn không có may mắn như Thủy là biết hệ thống số 7 ngay từ đầu. Thì Thủy xin được bật mí với anh chị, đây là bí quyết thành công của anh Sơn ạ. Em xin mời anh Sơn quay lưng lại ạ. Đây mới là bên ngoài anh chị ạ. Anh Sơn có thể cởi một lớp nữa giúp em được không ạ? Em chỉ muốn cởi một lớp ạ. Thực ra cũng không muốn để mất thời gian của anh chị lâu. Cái buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay thực sự đây là một cái chương trình đào tạo chuyên về hệ thống số 7. Chuyên về hệ thống số 7, cho nên thực sự thì muốn các anh chị hãy dành thời gian, dành sự tập trung, lấy giấy bút ra chăm chú. Và cái người bắt đầu cho cái buổi sáng thứ 7 đặc biệt ngày hôm nay là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ. Đây cũng là một cái người mà Thủy nghĩ là chị cũng được học hệ thống số 7 ngay từ lần đầu tiên khi chị biết đến cơ hội Moonskin này. Anh Sơn có thể chia sẻ đôi nét về chị được không ạ? Thực ra thì mình chỉ chia sẻ một điều đó các anh chị. Khi tiếp xúc với người phụ nữ này, mình thấy một cái sự tin tưởng rất là mạnh mẽ. Và chị ấy luôn nói về hệ thống với một cái lòng tin tưởng rất là cao. Và mình có cảm giác như là cái sự tin tưởng của chị, những cái gì mà tin tưởng chị nó lên tới tốc độ đó các anh chị. Thí dụ như một lần đầu tiên khi mà chị gặp mình ở trong thành phố Hồ Chí Minh, sau đó khi chị bay về Hà Nội thì mình có dịp đi ra Hà Nội và chị biết mình là người của hệ thống số 7 các anh chị. Và trước chuyến đi đó chị gửi người con trai của chị là Hiểu Minh các anh chị. Nhật Minh các anh chị. Và thực ra thì chị gặp mình có một lần thôi các anh chị. Các anh chị có thể nào giao một người con trai duy nhất trong nhà các anh chị mà cho một người lạ? Chị gặp có một lần thôi các anh chị. Nhưng mà chỉ vì một niềm tin là người đó nằm trong hệ thống số 7, các chị thấy ghê gớm không ạ? Quá ghê gớm không ạ? Đó là người có tầm nhìn đấy. Là anh là người mà chị đó cũng là người có tầm nhìn và nhận ra ở anh là cái người cũng có tầm nhìn chân hút nhau anh ạ. Thủy nghĩ rằng là những cái gì mà ngày hôm qua các chị cũng học được từ cô Mốt đi, đúng không ạ? Có một câu mà Thủy rất là tâm đắc: con số sẽ nói lên tất cả, đúng không ạ? Họ nói cái con số nó sẽ nói lên về sự cam kết, nó nói lên về cái kết quả của sự phát triển trong hệ thống, nó nói lên về cái hành trình của cái người đó đi như thế nào. Và con số là một cái điều mà đầy ý nghĩa trong Moonskin, chắc chắn như vậy. Và cái sức mạnh của hệ thống nó sẽ thể hiện ở con số. Cái điều đấy thì muốn minh chứng cho anh chị, mình không tập trung vào nhiều người mà mình tập trung vào đúng người. Và khi đúng người thì chúng ta sẽ ra một con số vô cùng là kỳ diệu. Và đây là cái người mà thực sự Thủy xin thêm một chút xíu về chị, bởi đây là cái người rất đặc biệt đối với Thủy. Đây là cái người mà cách đây hơn 4 năm, tròn 4 năm về trước, ngày hôm nay là ngày tròn kỷ niệm 4 năm ngày Thủy đi sự xét Olympic đầu tiên tại Thái Lan cùng với chị. Và ngày đó thì nói là em đi về rồi tính.
và chỉ có 3 ngày sau sự kiện tại Thái Lan thôi, Thủy đã có quyết định vô cùng mạnh mẽ để là đó là trở thành lãnh đạo 20 cộng tại sự kiện xứ sắc Olympic kỳ sau. Và đó là cái việc không phải do Thủy giỏi, đấy chính là cái bằng chứng của tất cả những cái 1 cộng 1 này của anh Sơn, đúng không ạ? Hãy trở thành người lãnh đạo thực sự mạnh mẽ thì chúng ta sẽ có một kết quả vô cùng tuyệt vời. Và Thủy không muốn để anh chị chờ lâu nữa, hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn dành cho Diamond Executive thành viên 5 tỷ đồng mới Nguyễn Thị Kim Anh. Một cái điều gì thật sự là tốt đẹp để thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình. Và mình không muốn mất thời gian của các anh chị, mình sẽ giới thiệu rất nhanh thôi ạ. Lời đầu tiên thì mình muốn xin các anh chị một tràng vỗ tay thật lớn cho người diễn giả là chị Trân lúc nãy. Và các anh chị sẽ thấy một ai đó mà không có tham dự cái buổi 1+1 thì các anh chị sẽ thấy tiếc vô cùng. Bởi vì nếu như các anh chị mà dự buổi đó thì có lẽ là cái buổi của mình có khi là mình chỉ cần nói độ 5 phút là mình về thôi ạ. Một tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Và mình trân trọng, mình thực sự trân trọng sự vĩ đại của chị, một sự vĩ đại vô cùng lớn các anh chị. Và cái điều này chắc chẳng có được là nhờ hệ thống số 7 các anh chị ạ. Và mình cũng ở đây để chia sẻ với các anh chị lý do tại sao mà một người như mình, một người mẹ đơn thân, một người mà thực sự đã trải qua rất là nhiều trải nghiệm trong cuộc sống và có rất là nhiều bộn bề lo toan, tại sao mình, một người mà trước kia cực kỳ sợ đám đông và không biết ăn nói mà đã có thể có được một cái thành công, thì cũng là nhờ một phần của hệ thống. Tất nhiên là một phần là do sự cam kết của chính bản thân mình. Nhưng mà nếu như mình không có cái công cụ này, không có cái phương tiện này thì mình chỉ mãi mãi là như trước kia thôi các anh chị. Và một lần nữa xin một tràng pháo tay cho hệ thống số 7 ạ. Rất cảm ơn tổ chức OTG và hệ thống số 7 đã cho mình đứng ở đây là cái người đầu tiên để chia sẻ về hệ thống số 7. Và mình sẽ chia sẻ những cái điều mà mình đã học được trong suốt 4 năm qua để mà mình có được cái kết quả như ngày hôm nay. Và mình hứa với các anh chị một điều rằng nếu các anh chị thực sự tuân thủ hệ thống, thật sự làm theo những gì mà mình và các bạn sẽ chia sẻ, thì các anh chị sẽ có một cái thành công vượt bậc và lớn hơn mình rất là nhiều lần so với 4 năm qua mà mình có được. Mình hứa điều này. Bởi vì tại sao? Bởi vì thực sự mình xuất thân là một chủ doanh nghiệp anh chị. Và các anh chị biết là chủ doanh nghiệp thì như thế nào rồi. Mình trước kia là có 20 năm ở Cộng hòa Séc và mình đã là chủ doanh nghiệp. Và cái doanh nghiệp riêng của mình ấy, thực sự thì mình không dám so sánh với ai cả. Nhưng thực tế đã cho mình được một cái sự gọi là một cái nền tảng tài chính vô cùng tốt. Và mình đã rất cam kết, rất tâm huyết với nó. Mình tâm huyết đến cái mức độ mà đến ngày hôm nay khi mà mình chia sẻ thì chỉ có đúng một cái bức hình này thôi các anh chị. Bởi vì mình không có bất kể một cái bức hình nào, mình chỉ tập trung vào công việc thôi các anh chị. Mình rất là tập trung. Bởi vì mình thực sự muốn thay đổi cuộc sống của gia đình mình. Gia đình mình rất là khó khăn. Bố mẹ là công nhân viên chức anh chị và là những cái cán bộ chủ chốt, là những người mà trong cái thời bao cấp đã không thể có được một cái tài chính tốt cho con cái. Và mình chứng kiến những cái cảnh đó và mình thực sự muốn bố mẹ mình có một cái cuộc sống tốt hơn các anh chị. Và khi mà mình là chủ doanh nghiệp thì mình đã có được cái nền tảng tài chính, nhưng cho đến một cái lúc mình nhận ra rằng là cái sức của mình nó quá bé nhỏ. Mình không có thời gian dành cho con gái yêu của mình, mình không có thời gian để dành cho chính bản thân mình nữa. Nhưng mình vẫn có một cái tham vọng rất là lớn, đấy là có một cái nền kinh tế thật sự là không bị phụ thuộc. Và mình có một cái sự an toàn, một cái sự đảm bảo. Mình muốn có một cái tương lai cho con cái được học ở tất cả những cái nơi mà tốt nhất. Và mình muốn rằng là mình không cần phải đắn đo suy nghĩ khi mà bố mẹ mình mong muốn một cái điều gì đó. Bởi vì bố mẹ mình đã quá là hy sinh cho các con cái và mình chứng kiến cái nỗi đau của bố mẹ. Và mình biết rằng bố mẹ mình xứng đáng được hưởng những cái điều tốt nhất các anh chị.
Và với cái khát khao đó thì có một cái sự mâu thuẫn, là bởi vì cái lực của mình nó quá hạn hẹp, mình không thể nào mà mình làm được hết mọi việc. Và vì thế cho nên là cái doanh nghiệp về thời trang của mình đã thuê những người giỏi nhất về làm cho mình, các anh chị. Những người đã từng học ở Nga về, học tiến sĩ về để làm những cái phần mềm hệ thống. Những người mà rất là nổi tiếng trong giới thời trang của Tiệp để họ viết ra những cái gọi là những cái mẫu rất là đẹp, hoặc là những người rất là giỏi từ Nga về để có thể cắt may những cái mẫu để cho nó chuẩn chỉ, để mình có thể có được một cái quy trình. Và từ cái quy trình đấy mình có một cái tham vọng là mình sẽ phát triển thành một cái hệ thống lớn trên toàn thế giới. Và mình mong muốn rằng cái thương hiệu của mình sẽ rất là nổi tiếng. Và trong một cái thời gian khi mà mình làm việc thì mình mới nhận ra một điều rằng là cái điều đó thật sự là rất là khó khăn, các anh chị. Có thể nói giống như là không tưởng đối với một người đàn bà nhỏ bé như mình. Là bởi vì tại sao? Bởi vì các anh chị biết đến cái thống kê, cái con số ấy là 95% những cái doanh nghiệp sau 5 năm là họ phá sản, đúng không các anh chị? Và 99% là họ phá sản khi được 9 năm hay 10 năm gì đó. Và chỉ có 1% để họ có được một cái thương hiệu nổi tiếng ở trên toàn cầu là một con số vô cùng hiếm hoi, đúng không anh chị? Và mình nhìn thấy con số đấy thì thực sự mình rất là nản. Và mình không muốn rằng mình là một cái vật thí nghiệm cho một cái hệ thống để mà đến khi 88 tuổi như là người sáng lập ra KFC, các anh chị, họ có một cái hệ thống trên toàn thế giới, nhưng ông đã 88 tuổi rồi và thực sự là hưởng thụ không còn được là bao nhiêu. Mình vẫn muốn sống một cuộc sống rất là tươi đẹp, rất là chất lượng khi mình còn trẻ và khi mình có thể hưởng thụ được với con cái và người thân. Mình thực sự mong muốn rất là nhiều thứ. Và vì thế, cái sức của mình không thể làm được nếu mình không có một cái hệ thống đòn bẩy. Và một hệ thống đã được minh chứng. Và đấy là cái lý do mà mình quyết định dừng lại cái công việc kinh doanh thời trang của mình khi nó còn đang là đỉnh cao, khi mà mọi người vẫn cầm cái thương hiệu của mình để đi hỏi xem là liệu rằng cái mắt này có còn nữa hay không. Nhưng mà mình đã từ bỏ nó bởi vì mình thấy mình khó mà có thể cạnh tranh được với Zara, H&M, những cái gọi là những cái ông tổ về gọi là fashion mà bây giờ mình mới bắt đầu, và với một cái kiến thức rất là ngu ngơ, với một con người rất là hạn hẹp về mọi khả năng. Và thế là khi mà mình về Việt Nam, mình quay về đầu tư các anh chị. Và khi đầu tư thì mình cũng nhận ra một cái điều là quá rủi ro các anh chị. Thực sự quá rủi ro. Và điều này nếu mà ai muốn nói với mình, muốn nói chuyện với mình về đầu tư, mình cũng có thể chia sẻ với các anh chị được. Và inbox riêng cho mình các anh chị, mình sẵn sàng nói chuyện với các anh chị về cái phương tiện kinh doanh nào mà có thể giúp cho mình đạt được cái sự tự do. Và không phải là những người đầu tư không thành công các anh chị, nhưng cái số lượng đó quá ít ỏi. Và thực sự mình có một cái khát khao, mình thực sự mong muốn là những người bình thường nhất cũng có thể thành công được, chứ không phải chỉ những người xuất sắc, không phải chỉ có những người có những cái nền tảng tài chính rất là tuyệt vời, những người có những cái nền móng, những mối quan hệ chính trị hay là những mối quan hệ nào đó mới có thể thành công. Mình thực sự mong muốn mà mang đến cái cuộc sống cực kỳ tốt đẹp đến tất cả mọi người, kể cả những người bình thường nhất, những người mà cả đời họ không bao giờ mơ được đến những cái điều tốt đẹp, thì họ sẵn sàng có thể mơ ước. Thì đó chính là họ cần có một cái hệ thống các anh chị, cần có một cái sự nâng đỡ, cần có một cái đòn bẩy các anh chị. Và đấy là cái lý do tại sao mà chúng ta cần một cái hệ thống. Vậy thì mình hệ thống nó có một cái điều hay các anh chị, các anh chị chỉ cần copy những điều tốt đẹp thôi. Và đây là slide của anh Ngọc Anh hôm qua, hôm trước mà các anh chị có để ý. Nếu mà anh chị nào đã học 5 cộng rồi thì biết đến cái điều này. Đây là một cái xe rất là đẹp, có thể tượng trưng cho một cái thành quả, một cái ước mơ, một cái mong muốn nào đó mà chúng ta mong muốn trong cuộc sống. Không nhất thiết là cái xe các anh chị, nó chỉ là tượng trưng thôi. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể có được nó thì xin các anh chị hơn một phút để xem lại cái video của anh Ngọc Anh ạ. Xin mời mở video ạ.
đẹp không? Tuyệt vời đúng không? Các anh chị, đây chỉ là một cái hình ví dụ cho một cái ví dụ để cho chúng ta thấy rằng những cái hành động đơn giản có thể tạo ra được một cái hệ thống, và hệ thống có nghĩa là như thế nào. Và mình muốn giải thích cho các anh chị thế nào là hệ thống. Thì mình mượn cái hình ảnh này để cho các anh chị thấy được rằng là những cái kết quả hành động lặp đi lặp lại thật sự đơn giản thì sẽ tạo ra được một cái điều tuyệt vời. Tuy nhiên thì hệ thống số 7 đơn giản hơn rất là nhiều lần, bởi vì đây là máy móc, còn con người chỉ cần những cái điều cực kỳ đơn giản và quan trọng lặp đi lặp lại thì chúng ta sẽ đạt được mong muốn mục tiêu của chúng ta. Và cái mục tiêu của mình là mình muốn có được một cái hệ thống ở trên khắp toàn thế giới. Các anh chị nhìn hình này có quen không ạ? Tất cả những người mà thành công thì họ là chủ cái hệ thống nào đó, chủ cái hệ thống mạng lưới ở trên khắp toàn thế giới. Nhưng các anh chị thử hình dung theo xem, một cái người mà gọi là tổng giám đốc của Mai Linh đi chẳng hạn, ông ấy mà chỉ cần đi thăm những cái gọi là những cái điểm đại lý này ở trong đất nước Việt Nam thôi thì ông đã mất cả tháng rồi các anh chị. Và nếu như một người chủ của KFC hay là McDonald's mà họ chỉ cần là đi thăm những cái gọi là những cái đại lý của mình, mỗi lần một đại lý một ngày thôi thì họ sẽ mất 100 năm các anh chị. Và đấy là điều không thể, đấy là điều không thể làm ra được. Và đấy là lý do tại sao mà có những cái thương hiệu, những cái franchise rất là nổi tiếng mà chúng ta phải dùng rất là nhiều tiền chúng ta mới có thể mua được. Mà nếu chúng ta mua được thì chúng ta cũng chỉ có được 1 đến 2 cái điểm đó thôi ạ. Chúng ta không thể có được ở trên toàn cầu. Đấy là lý do tại sao mà cái kinh doanh không sở hữu bây giờ nó là một điều rất là tuyệt vời. Và nếu chúng ta có hệ thống thì chúng ta có thể vận dụng nó để giúp cho chúng ta tạo dựng được một cái tài sản có thu nhập trên toàn thế giới một cách rất là đơn giản. Và đấy là lý do tại làm sao các anh chị đến bây giờ thì các anh chị có hào hứng không ạ? Các anh chị có muốn biết là lý do tại sao mà chỉ cần một mình tập trung vào chính bản thân mình và mình có thể có được một cái tài chính phát triển thật sự là bền vững, vững mạnh, lan tỏa, liên tục và thực sự là bùng nổ không các anh chị? Các anh chị đã hào hứng muốn nghe chưa? Cảm ơn các anh chị. Và thực sự nó chỉ có một cái trang A4 này thôi các anh chị. Nhưng mà cái điều mà mình ấn tượng nhất về cái trang A4 này là gì? Bởi vì trong 4 năm qua, khi mình đi với hành trình với Nuskin, hợp tác với Nuskin, thì mình càng khám phá thông qua cái hệ thống số 7 này, mình khám phá được con người mình nhiều hơn nữa. Và thông qua hệ thống số 7 này, mình hiểu một điều rằng đây là những cái điều mà thật sự nó không hề mới các anh chị. Những người sáng lập ra họ, ra cái hệ thống số 7 này, họ là những người chỉ tổng kết lại những cái nguyên tắc của những cái đạo lý, những cái đạo giáo ở trên toàn thế giới, những cái điều mà khiến cho cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn, có trật tự, có mục tiêu và tạo ra được những cái kết quả thật sự là phi thường các anh chị. Và phi thường đến đâu hoàn toàn là nhờ các anh chị chứ không phải nhờ hệ thống. Và chúng ta muốn có được điều đó thì chúng ta hãy dùng cái công cụ đồng bảy này để giúp cho chúng ta trở thành những người phi thường. Và điều đầu tiên thì mình muốn chia sẻ với các anh chị về cái quy trình làm việc. Với cái quy trình này thì nó chỉ là những cái bước mà mình biết rằng ở ngoài kia có những công ty kinh doanh trong mạng khác họ chỉ cần làm 7 bước này thôi các anh chị. 7 cái bước này là những cái bước mà giống như cái hình lúc nãy các anh chị xem đấy các anh chị. Nó chỉ đơn giản cái hình lúc nãy chỉ có thể là minh chứng cho các anh chị thấy được là các anh chị chỉ cần làm 7 cái điều này thôi các anh chị. Đầu tiên là thiết lập mục tiêu, làm tất cả những cái điều gì trên đời này mình cần phải biết là mình mong muốn cái điều gì, đúng không các anh chị? Và có rất là nhiều người sau này sẽ chia sẻ với các anh chị về cái điều này rất là kỹ. Sau đó là mình có những cái mối quan hệ, là những cái tài sản. Mình cũng giống như chân là mình không thích là tạo danh sách mối liên hệ. Sự thực là mối liên hệ mình đã có sẵn và mình chỉ cần là biết trân trọng nó, mình thống kê nó ra các anh chị. Và đồng thời tất cả những con người ngoài kia đều là những người bạn thân thiết của mình trong tương lai nếu mình nỗ lực với cái điều đó. Và đấy là điều thứ hai. Điều tiếp theo thì mình bắt đầu chia sẻ cho họ để biết được là cái cơ hội kinh doanh này nó tuyệt vời như thế nào. Và sau đó thì mình mời họ và mình chia sẻ cho họ và mình chăm sóc những cái mối liên hệ đó, dù người ta có làm Nuskin hay không làm Nuskin.
đấy là điều thứ năm các anh chị. Và sau đó thì khi họ đã nhận ra, sẽ có người nói có người nói không, và sẽ có những cái người mà có một vài câu hỏi, mình tiếp tục chăm sóc họ, chăm sóc với cái tình yêu thương, muốn mang đến cho họ những cái điều tốt đẹp. Và có thể là chỉ sau một phút, có thể sau 12 năm, có thể sau 15 năm, họ sẽ quyết định đồng hành cùng mình các anh chị. Và lúc đó thì chúng ta khởi động cho họ. Và điều tuyệt vời nhất ở đây là chúng ta luôn luôn làm việc theo cùng với nhau, theo đội nhóm các anh chị, luôn luôn làm việc cùng nhau. Đừng bao giờ có bất kể một ai mà như anh Ngọc Anh đã chia sẻ, là trông vào đôi chân của mình mà quên mất đôi cánh thiên thần của đội nhóm có thể hỗ trợ cho mình bay rất xa và rất cao. Điều tiếp theo là cái chu trình sự kiện thì mình muốn giới thiệu một cách rất là cơ bản với các anh chị thôi. Cái cơ bản rằng là cái chu trình này nó chỉ đơn giản là một cái thứ mà hệ thống, tức là One Team Global là một cái tổ chức ở trên toàn cầu đã định cho mình những cái sự kiện mà nó có cái tính chất về địa điểm, về thời gian rất là cụ thể, trong từng tuần, trong từng tháng, trong từng năm, để mình có một cái sự an tâm, để mình biết rằng khi mình làm những cái quy trình làm việc kia thì mình biết là mình sẽ giới thiệu cái người đó đến để chứng kiến những cái cảm xúc thăng hoa như chúng ta đã từng trải qua 3 ngày qua, đúng không các anh chị? Và khi mà mình giới thiệu họ đến đây, đầu tiên thì các anh chị nhìn thấy cái đầu tiên là gặp gỡ để chia sẻ một, đúng không ạ? Thì nó nằm ở cái phần thứ tư ấy các anh chị, là mình chia sẻ đấy, khi mình mời họ đến và mình chia sẻ. Khi mà mình chia sẻ với họ thì mình có một cái điều liên tưởng như thế này các anh chị, đấy là mình mở một cái cửa hàng, nhưng mà mình cần giới thiệu cho họ mỗi ngày về cái cơ hội kinh doanh này. Các anh chị có hình dung không ạ? Là mình chỉ cần mở miệng để mình chia sẻ với họ thôi. Và khi mình chia sẻ xong thì mình đưa họ đến những cái chu trình sự kiện đã có sẵn này, để họ cảm nhận được cái niềm tin, cái cảm xúc, cái năng lượng. Và sau đó dần dần cái niềm tin này tăng lên, thì lúc đấy họ sẽ bắt đầu kinh doanh với mình. Và lúc đó thì mình bắt đầu ở cái bước thứ 6, là mình làm việc cùng họ, khởi động cho họ. Và đến cái phần cuối cùng này là cái phần mà những thói quen nòng cốt này, thì điều đây là cái điều mà tạo cho mình cái sự hào hứng nhất, và đây cũng chính là cái điều mà giữ mình lại ở với công việc kinh doanh này các anh chị. Bởi vì tại sao? Mình biết một điều rằng nếu như cái thói quen này mà mình cam kết bao nhiêu, mình tuân thủ bao nhiêu, mình hiểu nó bao nhiêu, thì thực sự mình sẽ thành công bấy nhiêu, tỷ lệ thuận với nó các anh chị. Là cái điều cuối cùng này mà không phải bất cứ một tổ chức nào cũng có các anh chị. Vậy thì tại sao lại gọi là thói quen nòng cốt? Thì mình muốn chia sẻ với các anh chị, tất cả những người thành công ở trên thế giới này, họ đều có được nhờ thói quen tốt các anh chị. Đều có được những cái thành công đó do họ xây dựng những thói quen tốt các anh chị. Và những cái thói quen tốt sẽ chi phối cuộc đời của mình, sẽ đưa cho mình thăng hoa. Và những cái thói quen xấu sẽ đưa mình xuống địa ngục anh chị. Đấy là sự thật. Và đấy là lý do tại sao mình rất là biết ơn những nhà sáng lập ra hệ thống số 7. Họ đã đúc kết những người đi trước, những người thật sự mà cực kỳ thành công, để ra được những cái nguyên tắc ở trong hệ thống số 7, và để giúp cho mình rất là đơn giản hóa nó. Chỉ cần làm theo nó đều đặn, kỷ luật mỗi ngày, và mình có thể thành công với bất cứ mức nào mà mình mong muốn, bất kể là bạn đến từ đâu, bạn là ai, bạn đang làm công việc gì, trải nghiệm trong quá khứ của bạn là gì, bạn màu da nào, thì bạn đều có thể làm việc này. Bởi vì hệ thống số 7 nó chính là một cái ngôn ngữ chung các anh chị, giống như ở đây mình nói tiếng Việt, cô Woody thì nói tiếng Thái, và ở các cái quốc gia khác thì họ nói tiếng Nhật, tiếng Hàn các anh chị. Nhưng hệ thống số 7 nó là một thứ ngôn ngữ các anh chị, là một thứ ngôn ngữ để cho tất cả mọi người đều nói chung với nhau, và để cho mình có thể có được một cái hệ thống khắp nơi ở trên toàn cầu, và mình biết chắc chắn rằng người của mình ở đó đang làm những cái điều gì, và họ có đang làm đúng với hệ thống hay không, liệu rằng họ có thật sự có thể thành công với công việc kinh doanh này hay không, là nhờ những cái điều này các anh chị.
Và thực sự mình muốn chia sẻ với các anh chị là những điều đơn giản lại là những cái điều khó làm. Bởi vì tại sao ạ? Bởi vì thực sự là nó là những cái điều mà họ nghĩ rằng là họ có thể bỏ qua được. Và mình là cái người mà mắc phải cái điều đó lúc đầu. Lúc đầu tiên mình nghĩ nó quá đơn giản. Và mình nghĩ rằng là mình là chủ doanh nghiệp thì mình đã từng tạo ra cả triệu đô, thì mình cần phải làm những cái điều gì nó thật sự là đặc biệt, thật sự là ấn tượng, để mà mình có thể tạo ra được cái khối tài sản, để tạo ra được một cái thu nhập đòn bẩy cho bản thân mình thay vì những cái điều này anh chị. Và đấy là lý do mà mình cũng đi đường vòng các anh chị. Mình thực sự mình cũng đi đường vòng rất là lâu. Và mình muốn chia sẻ với các anh chị, vậy thì những cái thói quen để tạo dựng ra những người thành công là gì các anh chị? Mình có nhớ một cái câu của Nathan Rich, ông nói trong một cái buổi chia sẻ là hệ thống là cái thứ mà các anh chị không cần phải chứng minh lại, không cần phải hiểu rõ nó, mà phải tuân thủ, phải đi theo nó 100%. Và có thể là các anh chị, những người mới ở đây, thì các anh chị sẽ không có gọi là hiểu rõ lắm tại sao mình cần phải làm điều đó. Nhưng mình hãy cứ tin tưởng và mình làm theo nó. Và chỉ trong cái quá trình mà mình hành động, quá trình mà mình làm việc, thì mình mới biết lý do tại sao mà cái điều này nó lại tốt cho hệ thống của mình, nó lại giúp cho mình đạt được mục tiêu các anh chị. Vậy thì ở trong cái thói quen nòng cốt này thì mình sẽ chia ra là nó có 7 phần các anh chị. Và có 4 cái phần đầu tiên: điều số 1, điều số 2, điều số 3, điều số 4 là sử dụng sản phẩm 100%. Có 15 buổi thuyết trình cá nhân hoặc nhiều hơn hàng tháng, có hoặc 2 hoặc nhiều hơn khách hàng, 2 khách hàng cá nhân mỗi tháng, và đạt được 3.000 điểm trước ngày 15 hàng tháng. 4 cái điều này thì nó tập trung vào độ lớn của hệ thống kinh doanh của các anh chị. Các anh chị thực sự mong muốn hệ thống của mình có được ở dưới mình nó lớn đến mức độ như thế nào, thì các anh chị hãy tập trung vào 4 điều này. 4 điều này chỉ tập trung vào bản thân mình thôi các anh chị, chỉ duy nhất bản thân mình thôi. Mình làm đều đặn 4 điều này và làm một cách nghiêm túc, làm một cách mạnh mẽ, thì mình sẽ có một cái hệ thống lớn, rất là lớn trên khắp toàn cầu, là nhờ 4 cái điều này các anh chị. Và 2 cái điều tiếp theo, điều số 5 và điều số 6, là mình đọc sách, nghe CD, tham dự tất cả các sự kiện được khuyến cáo của OTG và công ty các anh chị. Thì 2 cái điều này là 2 cái điều mà giúp cho các anh chị có được cái chất lượng của hệ thống của mình. Tức là mình đã có độ lớn rồi, độ rộng rồi, nhưng mà cái chất lượng nó cao mức độ như thế nào? Các anh chị có muốn mình có được một cái nhượng quyền thương hiệu của KFC hay McDonald's gì đó, hay là một cái thương hiệu nào cực kỳ nổi tiếng, thay vì một cái thương hiệu nhượng quyền cái chổi lau nhà không ạ? Khác đúng không các anh chị? Thì nó nằm ở đây, nó nằm ở cái chất lượng của hệ thống của mình, là những cái con người trong hệ thống của mình như thế nào. Thì thực sự là tập trung vào 2 điều rất là quan trọng này, đấy là chất lượng của hệ thống của mình. Còn cái điều cuối cùng là điều số 7, là điều vô cùng quan trọng. Thực sự là điều nào cũng quan trọng hết các anh chị. Nó giống như cái quy trình lúc nãy ở trong cái video các anh chị xem ấy, thì nó là những cái mắt xích mà mình chỉ thiếu đi một cái ốc vít thôi, một cái điều rất là nhỏ thôi, thì nó cũng không thành công được các anh chị. Nó khó có thể có được cái điều mà mình mong muốn. Có thể có thành công nhưng ở một cái mức độ thấp thấp thôi các anh chị. Nếu như mình thực sự mình muốn được là có được một cái hệ thống trên toàn thế giới. Các anh chị có bao giờ hình dung được là một người ở Singapore chẳng hạn, hay là một người lãnh đạo ở đâu đó, hay một vài người mà họ có thể có được là hơn 1 triệu đô một tháng chỉ nhờ những cái hũ nhỏ nhỏ kem của Muskin không các anh chị? Hay là một cái chai thực phẩm chức năng nào đó rất là đơn giản. Mình thì mình không tin cái điều đó trước kia, nhưng bây giờ thì 100% mình tin tưởng cái điều này. 100% mình tin tưởng cái điều này là bởi vì họ thực sự họ đã tuân thủ những cái điều này và họ có một cái hệ thống. Và cái điều thứ 7 này là cái điều mà khiến cho cái hệ thống của mình có thể bền vững các anh chị, bền vững và lan tỏa ra khắp thế giới, là ở cái điều thứ 7 này. Đấy là cái cách mà ở cái điều số 7 ở bên kia là mình làm việc theo nhóm. Nhưng ở đây là mình làm việc theo nhóm thế nào? Mình làm việc theo nhóm một cách có nguyên tắc các anh chị. Đấy là 4 cái chân. Và 4 cái chân này thì mình được dạy rất là nhiều lần từ trước khi công ty vào thị trường Việt Nam.
mình đã được dạy hàng ngày. Đấy là nhân bản, đề cao, tôn trọng sai lai, không trái tuyến và tham vấn với tuyến trên. Bốn cái điều này sẽ giúp cho hệ thống của các anh chị, dù các anh chị không có ở đó, dù mình không có ở đó, nhưng mà cái hệ thống của mình ở khắp nơi ở trên toàn thế giới nó vẫn phát triển bền vững, mạnh mẽ và thực sự tăng trưởng, và nó trường tồn và mình có thể thừa kế lại cho con cái. Thì mình rất là cảm ơn những người lãnh đạo sau này sẽ chia sẻ với các anh chị. Và cái việc mà sai lai không trái tuyến là các anh chị có thể là phải học đến 3-4 tiếng để các anh chị mới hiểu được là những cái nguyên tắc ở trong đấy. Nhưng mà không sao cả, mình cứ tham vấn với tuyến trên thì mình sẽ biết được là điều nào mình nên làm và điều nào mình không nên làm. Và nó cũng thực sự là nó rất là đơn giản, nó giống như cuộc sống của mình thôi các anh chị. Đấy là những cái điều mà mình làm gì thì sau đó con cái của mình sẽ làm theo như vậy. Và mình làm điều xấu thì chúng nó bắt chước rất là nhanh các anh chị. Nhưng mà mình làm điều tốt thì mình cần phải làm đi làm lại mỗi ngày thì con cái mới theo mình được. Đấy là những cái điều mà mình muốn chia sẻ với các anh chị về 7 thói quen của lãnh đạo nòng cốt, 7 điều đơn giản nhất nhưng đã khiến cho rất nhiều người ở trong Muskin này thành công vượt bậc. Và các anh chị có biết một cái việc cũng nói một cái con số rất là đơn giản thôi, là thị trường Thái Lan khi mà có hệ thống số 7 thì nó đã tăng từ 38 triệu đô lên 200 triệu đô chỉ trong vòng có 2 năm thôi các anh chị. Và điều tiếp theo, khi mà mình đã có hệ thống rồi thì các anh chị đã hiểu qua thế nào là hệ thống rồi, thì có ai thắc mắc một điều rằng là thế tại sao công ty thì tốt này, sản phẩm vẫn thế này, chính sách bao hồng thì giống nhau này, đúng không ạ, chế độ giống nhau này, hệ thống nâng đỡ giống nhau, thế thì tại sao lại có người rất là thành công và có người lại không có thành công các anh chị? Cái câu trả lời có thể nói là họ đã không tuân thủ, họ đã không làm đều đặn những cái việc đơn giản. Và nếu mà muốn có được những cái điều đấy thì mình cần phải làm gì? Mình cần phải có niềm tin các anh chị. Mình cần phải có niềm tin sâu sắc vào hệ thống. Mình phải tin tưởng rằng đó chính là cái con đường mà giúp cho mình đạt được đến điều tuyệt vời nhất. Đấy là cái mục tiêu, cái ước mơ của mình. Bây giờ phương tiện truyền thông xã hội có rất là nhiều, là cái điều tuyệt vời giúp cho mình có thể kết nối mọi người nhiều hơn nữa và là một cái sức mạnh mà giúp cho mình có thể thành công. Nhưng mình cần phải tin tưởng rằng mình cần phải đi theo con đường của hệ thống số 7 là những điều rất là đơn giản. Và mình có một cái câu chuyện rất là nhỏ thôi, mình muốn chia sẻ với các anh chị là ngày hôm qua ở trong đội nhóm của mình có một bạn là bảo vệ, nhưng vì cái ước mơ rất là tuyệt vời của bạn là muốn có một cái cây cầu dành cho quê hương của mình, và bạn đã quyết định khi được chia sẻ cơ hội kinh doanh này, bạn quyết định bỏ tiền ra mua vé bay vào Hồ Chí Minh từ Hà Nội, rồi bạn mua vé vào sự kiện và bạn mong ước rằng bạn đạt được ước mơ đó. Bởi vì ở những cái chỗ khác người ta nói là bạn là khủng, bạn không thể làm được điều này, nhưng ở đây thì bạn rất là tin tưởng và bạn đã đến, và hôm qua bạn đã khóc, và mình rất là thật sự, mình rất là trân trọng bạn, mình trân trọng bằng cả trái tim, chị trân trọng em bằng cả trái tim Yến ạ, thực sự. Và mình thực sự mong muốn rằng cái hệ thống này, và mình biết chắc chắn một điều rằng với cái hệ thống này sẽ giúp cho bất kể một người nào, dù là bình thường nhất, nếu họ cam kết với cái ước mơ của họ, họ sẽ làm được. Và khi mình có niềm tin thì mình sẽ vượt qua mọi cái nỗi sợ hãi. Và điều tiếp theo thì mình cũng ở đây, mình cũng rất là cảm ơn bạn Nguyệt Quế đã hôm qua đã dành tặng cho bạn Yến một cái vé để bạn có thể vào đây để dự một cộng một đường cùng với chúng ta. Xin một tràng pháo tay cho hai bạn đi ạ. Và mình muốn nói với các anh chị điều này, mình muốn minh chứng với các anh chị điều này rằng là hệ thống này là cái thứ mà giúp cho chúng ta có thể hút được tất cả những con người tuyệt vời nhất ở ngoài kia đến với chúng ta. Và truyền thông không làm được điều đó, và chỉ có những cái điều này thôi các anh chị thì mới khiến chúng ta gần lại với nhau và tìm ra những cái điều tốt đẹp nhất. Và khi mà chúng ta đã tin tưởng vào bản thân mình rồi, khi chúng ta đã thực sự tin tưởng vào hệ thống rồi, vậy thì chỉ còn tốc độ thôi. Và chắc chắn mình tin rằng tất cả mọi người đều có những cái tiềm năng, đều có những cái sức mạnh vô cùng lớn. Nếu như thực sự mình tin tưởng vào bản thân mình, tin tưởng vào hệ thống, và mình cam kết tuân thủ đều đặn làm với nó với một cái tốc độ thật sự là tuyệt vời nhất, thì lúc đấy mình đã khai phá được cái con người ở bên trong mình. Và chắc chắn với một cái mục tiêu nào mình cũng sẽ làm được. Và xin chia sẻ với các anh chị, nếu như mà chúng ta thực sự mà muốn rằng là chúng ta có được một cái niềm tin vững chắc
thì chúng ta hãy mua một vé các anh chị. Chúng ta hãy mua một vé để chính bản thân mình thực sự tin vào chính mình có thể đạt được mọi ước mơ trong cuộc đời. Và nếu chúng ta muốn là hệ thống của chúng mình bắt đầu phát triển, bắt đầu từng bước một, thì chúng ta mua thêm một vé 1+1 các anh chị. Và chúng ta thực sự muốn có một cái tốc độ như vũ bão thì chúng ta hãy mua 5 vé, 10 vé, 20 vé để chúng ta làm sao. Và có thể các anh chị, một điều này mình chỉ muốn nói với các anh chị thôi, dù khả năng của chúng ta rất là hạn hẹp thì chúng ta cũng chỉ cần nhớ đến một điều này thôi các anh chị. Một điều thôi, chúng ta đừng giới hạn bản thân mình. Và nếu như các anh chị chỉ cần một vé thôi, không cần hơn, chỉ cần một vé thôi, thì từ giờ đến tháng 11 chắc chắn các anh chị đã có một quản trị viên ở trong hệ thống của mình. Nếu như hàng ngày đều đặn các anh chị chia sẻ chỉ cho một người thôi các anh chị, và đến lúc đó thì hệ thống của các anh chị sẽ bùng nổ. Và cái người đó người ta lại làm cái điều đó tương tự với các anh chị. Và trong hệ thống của các anh chị rất nhanh chóng sẽ có rất là nhiều người giống mình khao khát thành công. Và thực sự thì mình rất là tin tưởng vào tiềm năng của tất cả các anh chị ngồi đây. Chúng ta hãy dùng cái cơ hội này, hãy dùng cái phương tiện này để khám phá ra phiên bản tốt nhất của chính mình. Và chắc chắn tất cả các anh chị đều là những con người rất là tuyệt vời. Các anh chị không cần phải thông minh, các anh chị không cần phải khéo nói, các anh chị không cần phải mờ mè, các anh chị chỉ cần là chính mình thôi, là chính con người tuyệt vời của mình. Và dùng hệ thống số 7 này để giúp cho mình khai phá bản thân con người mình, một con người tuyệt vời nhất, mà chỉ cần một năm sau các anh chị sẽ ngỡ ngàng, không thể nhận ra mình nữa và rất là ngưỡng mộ, khâm phục bản thân mình. Chúc anh chị thành công. Hệ thống là một trong những điều mà mình đã được trải nghiệm vào gần 3 năm qua các anh chị. Một cái chia sẻ của chị Kim Anh nói là nếu như KFC mà chỉ cần đi thăm những cái người đại lý thôi các anh chị là mất cả trăm năm các anh chị. Nếu thực sự không có hệ thống thì sẽ không thể nào vận hành một cái kinh doanh toàn cầu đến như vậy. Và thực sự là mình cũng giống như một số những các anh chị, thực sự hệ thống đã mang lại cho mình tự do các anh chị ha. Cảm ơn anh Sơn. Thực ra là cái phần chia sẻ của chị Kim Anh nó đơn giản chỉ là một tờ giấy trắng, một tờ giấy A4 đúng không ạ? Anh chị nhìn thấy là chỉ là đơn giản một tờ giấy A4 nhưng đã tóm gọn đầy đủ để giúp cho tất cả anh chị em chúng ta, nếu như có mục tiêu thì hệ thống nó sẽ giúp cho tất cả những con người có mục tiêu đó được đi vào một trật tự để sử dụng cái năng lực, cái khả năng của con người mình, và hệ thống nó sẽ khuếch đại cái khả năng con người đó và nó tạo ra những kết quả phi thường. Đấy chính là cái sức mạnh của hệ thống. Bởi vì con người ta cho dù cao như thế nào đúng không ạ, thì chúng ta cũng không thể với được quá cái tầm tay với của mình được. Thủy với anh Sơn, anh Sơn có cao hơn Thủy thì anh Sơn cũng chỉ với đến đó mà thôi. Nhưng mà hệ thống nó sẽ giúp cho cái chiều cao của chúng ta từ cái tầm cao với của mình có thể vươn lên đến tận trời xanh. Đấy chính là cái sức mạnh của hệ thống mà trong cái phần chia sẻ 1+1 của Trân cũng đã nói về con số. Cho nên thực sự cái ý nghĩa của 1+1, ý nghĩa của 5+, ý nghĩa của 20+, nó chắc chắn nó sẽ mang lại cái sức mạnh tuyệt vời của hệ thống. Và thực sự thì cái bài chia sẻ của chị Kim Anh, Thủy nghĩ là các anh chị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn dành cho chị Kim Anh được không ạ?